Và sau đó thì Tuệ Ngôn mới thấy là xấu nó không có hề, hề quan trọng nữa Quan trọng là cái nội dung ở bên trong Và thời đó người ta về sau có một cái từ là gì ạ Thần thái mới là quan trọng đó May quá Thần thái chính là nội dung Và sau này gặp thầy quân thì thầy quân có nói là gì ạ Content là vua đấy Content chính là vua Hôm nay Tuệ Ngôn trở thành khách mời chia sẻ Thì đến phần Tuệ Ngôn là chia sẻ cho quý vị lý do vì sao hồi đó Tự Ngôn là một cô gái chân trâu xuất phát của Tự Ngôn là một cô gái chân trâu lên đến Hồ Chí Minh là đen thui thùi lùi không có bất kỳ một lợi thế nào trong một cái thế giới phồn hoa như thế này ở giữa cái hòn ngọc Viễn Đông mà xuất hiện một hòn than đen thui <laughs> và Tự Ngôn đứng trước một cái tình thế là gì lợi thế của mình là cái gì đây cái mình thế mình sẽ đi vào cái hòn ngọc viễn đông nó 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 phồn hoa như thế này bằng con đường nào với nhan sắc khiêm tốn như thế này đây và lúc đó tuệ ngôn mới nhận ra rằng là cơ hội của một cô gái xấu nó ít hơn rất nhiều so với những cô gái đẹp ở chỗ nào đó là gì ạ nếu mà nói về những ấn tượng ở những người ta hay bảo là ấn tượng là gì ạ những giây phút đầu tiên nó quyết định hết thì tuệ ngôn nói là chết rồi Vậy thì mình làm thế nào bây giờ ấn tượng Không có một tí nào gọi là ấn tượng Thế bây giờ mình lấy cái gì để mà gây ấn tượng đây Và thật may đó Với cái câu hỏi như vậy trăn trở trong đầu Thì tuệ ngôn mới bắt đầu tìm hiểu Và tuệ ngôn nhận ra À thì ra là có những người họ rất thành công và nổi tiếng Nhưng họ không hề có nhan sắc Và lúc đó có một nhân vật rất là truyền cảm hứng cho tuệ ngôn Đó chính là gì ạ? Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey cô này đen hơn cả tuệ ngôn nữa Ờ, tuệ ngôn thấy mừng quá may quá có một cô cực kỳ đen mà cô còn làm được là gì sinh nhật của cô này là tổng thống đến dự thì tuệ ngôn thấy tuyệt vời và bắt đầu quý vị biết không tuệ ngôn mới nhận ra là nếu như cơ hội của những cái cô gái đẹp thì họ chỉ cần là xuất hiện thôi là đã ấn tượng rồi thì bây giờ một cô gái xấu nếu có cơ hội thì mở miệng ra đừng có nói lời vô duyên mà phải nói làm sao cho nó thật là có duyên làm sao cho nó thật là xúc tích và làm sao cho nó thật là ấn tượng à, thì tuệ ngôn thấy đấy chính là con đường của mình mở mồm ra nó phải dễ thương vậy là bắt đầu tuệ ngôn đi cái hành trình đó thì lúc này là gì ạ tuệ ngôn bắt đầu mới nhận ra tại sao mà mình nói tiếng anh không được là vì từ vựng mình quá ít và từ đó may quá nhờ rốt tiếng Anh tại ngôn mới nhận ra. Vậy thì bây giờ mình nói không có hấp dẫn, không lưu loát tiếng Việt cũng bởi vì bộ ngôn từ tiếng Việt của mình ít quá. Vậy là tự ngôn bắt đầu bước chân vào thế giới đọc sách từ cái chuyện gì ạ? Từ cái chuyện muốn nạp thêm ngôn từ. Làm sao cho ngôn từ của mình thật là phong phú để mình mở miệng ra một cái là ấn tượng, mở miệng ra một cái là thu hút, mở miệng ra một cái là ghi điểm. May quá nhờ xấu cho nên Tuệ Ngôn đã đi cái hành trình đó. Và các bạn biết không, đó chính là một cái hành trình mà Tuệ Ngôn rất là bất ngờ. Không ngờ ban đầu mình chỉ có một cái ý định là để làm gì? Để tăng vốn từ để mình nói chuyện thôi. Vì mình xấu. Thế nhưng mà khi đi vào thế giới sách thì càng đi vào Tuệ Ngôn càng vỡ ra. Wow, cả một thế giới vô cùng tuyệt vời. Đọc đến đâu thì Tuệ Ngôn cảm thấy nó nó mở toang cái tâm hồn của mình ra đến đó. Mình hiểu biết được rất nhiều và mình có những cái cục ngôn từ, những cái bộ từ mà tuệ ngôn nghĩ là những người bạn xung quanh đang chơi bời kia. Cứ cuối tuần là họ đi ăn chơi, họ đi nhậu nhẹt hay là họ đang làm đẹp. Không bao giờ có bộ ngôn từ giống như tuệ ngôn. Và cứ như vậy thì tuệ ngôn càng ngày càng trở nên nguy hiểm từ cái điều đó. Và sau đó thì tuệ ngôn mới thấy là xấu nó không có hề quan trọng nữa. Quan trọng là cái nội dung ở bên trong. Và thời đó người ta về sau có một cái từ là gì ạ? Thần thái mới là quan trọng đó. May quá, thần thái chính là nội dung. Và sau này gặp Thầy Quân thì Thầy Quân có nói là gì ạ? Cần tên là vua đấy, cần tên chính là vua. May quá, xuất phát của Tuệ Ngôn là gì ạ? Nhờ không có nhan sắc cho nên Tuệ Ngôn đã vào cái hành trình này. Và có rất là nhiều những cái cuốn sách để mà Tuệ Ngôn bắt đầu. Nhưng mà ngày hôm nay thì với một cái đề bài của ban tổ chức là năm cuốn sách mà ấn tượng thay đổi cuộc đời thì hôm nay là Tuệ Ngôn xin được mở màn giới thiệu với mọi người về năm cái cuốn sách mà thay đổi cuộc đời của Tuệ Ngôn và đặc biệt là cái giai đoạn thực sự là trưởng thành đó và đi vào chiều sâu thì hôm nay Tuệ Ngôn chia sẻ với mọi người và cái cuốn sách này hồi nãy mình có nhắc đến thì đó cũng là cái cuốn sách làm thay đổi khỏi mà nói là gì ạ chấn động tâm thức của Tuệ Ngôn đó chính là cuốn Đường xưa mây trắng Đường xưa mây trắng đây mọi người có nhìn thấy không đó, đó chính là cái cuốn này đây. Với vị nào mà lần đầu tiên đọc sách nhìn thấy cuốn này là khiếp liền. Bởi vì nó rất là dày. Đó. Nhưng mà đây là cuốn sách đã giúp cho Tuệ Ngôn. Hỡi ơi, lúc này, sờ vào cuốn sách này, Tuệ Ngôn mới biết là Đức Phật là một nhân vật có thật. Chứ không phải là diện truyền thuyết. Trời ơi! Và khi đọc cái này, hả Tuệ Ngôn lúc thời điểm đó đang là một người gì ạ? đầy những tổn thương. Đầy những tổn thương. Và giống như Minh nói luôn, chính xác luôn Đó là gì ạ? Tham vọng thì quá nhiều Tham lam thì quá nhiều Mà sức chịu đựng thì quá ít Và đúng là tuệ ngôn thời điểm đó là một người như vậy Tham lam thì quá nhiều Mà sức chịu đựng thì quá ít Nhưng mà khi đọc đến cuộc đời của Đức Phật Thì ạ? Tuệ ngôn được gì ạ? Hạ gục hoàn toàn cái bản ngã Cao vút của mình Và tuệ ngôn rất là chấn động rất là chấn động về cái cái cuốn sách này. Và đây là cái cuốn sách giúp cho mình nhỉ? có một cái niềm tin rất là vững chãi vào Đức Phật và vào Tam Bảo là cái cuốn sách này. Vô cùng vô cùng đáng để dành thời gian đọc và hiện nay cuốn sách này thậm chí đã chuyển thể thành phim. Vô cùng hay, đó là chính là bộ phim cuộc đời Đức Phật. Và trong cái cuốn sách này đúng rồi, nó hạ gục hạ gục cái bản ngã của tội ngôn. Khi quý vị biết không, trong cuốn sách này có một cái tình tiết đó là gì ạ? Đức Phật là thái tử mà là vua nhưng mà khi đức phật đi tu thì cái ngày mà đức phật đắc đạo rồi đó lúc đó là bộ quần áo nó bị te tua rồi rách hết rồi y y của mình rách hết rồi thì đức phật mới ra nghĩa địa và có một cô người hầu cô ấy mới chết thì người ta quấn cho cô một cái y và cái truyền thống ở bên Ấn Độ là gì ạ? Người ta chết thì người ta sẽ đi thiêu và ngày mai cô này sẽ lên giàn hỏa thiêu. Và Đức Phật mới nói với cô gái này Cô gái ơi, ngày mai là cô gái lên giàn hỏa thiêu rồi Cho ta xin cái tấm y này để ta đắp Và như vậy là Đức Phật đã lấy cái tấm vải Quấn cái cô người hầu ở ngoài Nghĩa Trang để làm y của mình Thì đó chính là một cái hình ảnh Nó hạ gục hoàn toàn những cái tôi mà nó sừng sững Bấy lâu nay nó đang làm khổ cuộc đời tuệ ngôn Là cái hình ảnh đó trong cái cuốn sách này đó. Nói về nó thì nó nó quá nhiều thứ Quá quá hay và nó quá chân thật Bằng cái gì ạ? Giọng văn của Thầy Thích Nhất Hạnh Chúng ta thấy được một Đức Phật bằng xương bằng thịt Vô cùng gần gũi và thân thiết Và lúc đó đọc xong cái cuốn sách này Tuệ Ngôn mới thấy là Trời ơi bấy lâu nay mình đi học Nào là về tâm lý, nào là về kinh doanh Các kiểu kỹ năng Thì lúc này Tuệ Ngôn mới thấy là Đức Phật là gì ạ? Bậc thầy của mọi bậc thầy Bậc thầy của mọi bậc thầy Chính là đường xưa mây trắng. Rồi, cái cuốn sách thứ hai mà khiến cho tội ngôn gỡ được gỡ được gì ạ? Gỡ được một vấn đề mà người Việt Nam của chúng ta rất ít khi nói đến, rất là hay né tránh, nhưng đấy lại là gì ạ? Một nỗi khổ niềm đau rất lớn của loài người, đó là phải gì ạ? xa rời người thân. Khi gì ạ? chia lìa, khi mà phân ly, khi mà tiễn biệt khi mà tiến biệt nhau ra khỏi cái kiếp sống này đó chính là cái chết. À, thì khi mà đến lớp thầy quân nói về cái cuốn trở về từ cõi sáng mà gần như ở lớp nào thầy quân con nói cái này và tụi ngôn tìm đọc cái cuốn này cuốn trở về từ cõi sáng cuốn này giải được cái gì ạ trong cuốn sách này nói về cái chết nói về giây phút cận tử nghiệp. À, và khi đọc cuốn sách này xong thì tuệ ngô mới nhận ra một là cái chết không hề đáng sợ như bấy lâu nay mình nghĩ không hề đáng sợ như bấy lâu nay mình nghĩ trong cái cuốn sách này nó mô tả cái điều đó và thứ hai nữa trong này nói về gì ạ giây phút cận tử nghiệp trong đó nói gì ạ chúng ta tái sinh ở cái kiếp sống mới nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái giây phút cận tử nghiệp đó giây phút đó chúng ta bình an chúng ta được tái sinh về cõi sáng còn giây phút đó chúng ta hoảng loạn Thì chúng ta sẽ tái sinh về cõi tối Chúng ta xuống Atula hay là địa ngục gì đấy Là bởi vì cái giây phút đó hoảng loạn Từ đó thì tuệ ngôn mới biết là gì Vậy thì làm thế nào để chuẩn bị cho cái giây phút đó Được bình an, được vững chãi Để mà chuyển kiếp Thì nó lại gì ạ Nó lại liên quan đến việc ngay từ bây giờ Điều chỉnh cuộc sống này ra sao Điều chỉnh cái lối sống như thế nào Để đến cái giờ phút đó Được vững chãi, vững chãi mà đón nhận để được đi về cõi sáng đó. và từ cái cuốn sách này hiểu được về cái chết một là không đáng sợ hai là chuẩn bị như thế nào để có một cái chết bình an thì nó làm cho tự ngôn lại một lần nữa được chấn động trong cái thế giới đi vào tâm thức và từ lúc đó tự ngôn mới thấy là nếu như trong cái kiếp sống này, này mình làm một việc thôi là đi lan tỏa cái cuốn sách này tự ngôn thấy cũng rất là xứng đáng để làm gì ạ à? để bất kỳ một người nào Đặc biệt là họ đang có người thân ấy mà lớn tuổi hoặc là người thân đang có bệnh hiểm nghèo mà người ta biết được cái trạng thái đó để người ta đón nhận cái chết một cách là nhẹ nhàng chứ không còn việc trốn chạy và sợ hãi nữa. Thì như vậy tự ngôn nghĩ đó cũng đã là một món quà rất quý giá rồi. Thì cái cuốn sách trở về từ cõi sáng sẽ giúp cho chúng ta làm được cái điều đó. Rất hay. Mọi người, ai cũng nên đọc. Ai cũng nên đọc. Một là chúng ta chuẩn bị cho mình. Hai là chúng ta chia sẻ cho người thân đặc biệt là ai mà đang có người thân lớn tuổi hoặc đang có những cái bệnh hiểm nghèo và thêm một cái là gì ạ vô thường thì có thể đến bất kỳ khi nào cho nên là bất kỳ khi nào chúng ta cũng rất nên bắt đầu bằng cái cuốn trở về từ cõi sáng này đó đó là cuốn thứ hai cuốn thứ ba cuốn thứ ba giúp cho tệ ngôn phải nói là cái cuốn này là một cuốn cái tên của nó nó vô cùng là chính xác đó là thức tỉnh mục đích sống và cái cuốn này đã làm cho tội ngôn thức tỉnh bừng sáng khi mà đọc cuốn này cuốn này nó nói về cái gì ạ cuốn này nó lý giải cho tuệ ngôn hiểu được một cái thứ đó là bản ngã những hình thái của bản ngã những cái diện mặt những chiếc mặt nạ nó nó đúng thời điểm đó của tuệ ngôn là gì ạ bao nhiêu là khổ đau bao nhiêu là chất chứa bao nhiêu là thất bại thì tất cả đó đều là các hình thái, các vai diễn và cái bản ngã của mình đang điều phối cuộc đời của mình. Và trong đó diễn lý giải một hiện tượng mà tụi ngôn nghĩ là cô gái nào cũng rất nên biết. Hiện tượng nó như thế này nè. À, nếu như một cái cô gái nào đó rất là bất hạnh khi có một cái anh người yêu đã phản bội mình đến với người khác, cô gái vô cùng đau khổ. Sau một thời gian rất dài mới dám rón rén bước vào tình yêu. Và hỡi ơi, sau một thời gian lịch sử lặp lại. Người đàn ông này tiếp tục phản bội cô gái theo một cái kịch bản tương tự như người đầu tiên. Và trong cuốn sách này lý giải một hiện tượng. Tất cả những khối khổ đau sâu nặng đó xuất hiện trong cuộc đời của cô gái, lý do là gì ạ? Lý do là sâu xa bên trong cô gái có một khối khổ đau sâu nặng. Và tất cả những cái tình huống nó bi đát như vậy nó cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đời cô gái là bởi vì sao? Những cái những cái những cái bi kịch đấy nó chính là thức ăn của cái khối khổ đau sâu nặng đó. Vậy nghĩa là gì ạ? Nghĩa là tất cả những bất như ý, tưởng chừng như là những tai nạn đến trong cuộc đời của chúng ta thì do sâu xa bên trong chúng ta đã có một cái khối khổ đau sâu nặng rồi. Và trong này họ lý giải rằng là đó là một loại bản ngã. Và những cái bất như ý đến với cuộc đời của chúng ta và thậm chí nó lặp đi lặp lại thì đó chính là thức ăn của cái cái bản ngã đó. Thức ăn của cái khối khổ đau sâu nặng đó. Vì vậy khi biết điều đó chúng ta phải nhận diện ra đâu chính là thức ăn của khối khổ đau sâu nặng và khối khẩu đau sau nặng của chúng ta là cái gì và từ đó gì ạ chúng ta phải tự chữa lành chính mình chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về những bất như ý đến với cuộc đời của chúng ta thì như vậy là chúng ta gì thức tỉnh mục đích sống mọi người thấy hay không ạ hay lắm cái cuốn này hay vô cùng đọc đi đọc lại rồi vẫn cứ nức nở đọc đi đọc lại rồi vẫn cứ nức nở và ai cũng nên đọc vậy tự ngôn nghĩ là bất kỳ một người nào cũng đều có những cái nỗi khổ niềm đau và thậm chí nó còn không phải đến một lần và nó còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần thì chúng ta hãy cảnh giác bởi vì nó chính là gì ạ thức ăn của bản ngã của chúng ta chứ không có cái gì ghê gớm hết và chúng ta phải chịu trách nhiệm về điều đó và ở cái hành trình của thầy Trần Việt Quân và BKE đã làm cho tuệ ngôn trưởng thành vì sao họ vì có một cái hành trình thuần hóa cái tôi trong xây dựng đội ngũ ở bke là một hành trình thuần hóa cái tôi khi mà thuần hóa cái tôi là bắt đầu lần lượt lột các cái lớp mặt nạ ra bắt đầu gỡ các cái lớp mặt nạ ra và cứ như vậy thì dạo thì cứ như thế thế giới bên trong nó quyết định thế giới bên ngoài thế giới bên trong quyết định thế giới bên ngoài khi mà gỡ được những cái gì ở thế giới bên trong thì bỗng nhiên thế giới bên ngoài không còn bộc lộ như vậy nữa cho nên kể từ đó bắt đầu mọi người biết không rất nhiều may mắn đến với cuộc đời của tuệ ngôn và tất cả những gì đang khó khăn trong cuộc đời của tuệ ngôn bỗng nhiên được hóa giải một cách rất thần kỳ đó trời ơi, lúc đó tuệ ngôn bắt đầu lý giải được nỗi khổ niềm đau của mình nó đến từ đâu và điều đặc biệt mà tuệ ngôn nghĩ tuyệt vời nhất khi mà chị em phụ nữ bắt đầu nhận ra chúng ta phải chịu trách nhiệm về những cái bất như ý khổ đau tai nạn bất hạnh đến với cuộc đời của mình Mình phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn Chứ mình không còn là nạn nhân nữa Thì chính thức lúc đó chúng ta thoát khỏi cuộc sống bê tắc Đó Và cái cuốn sách này nó giúp cho tội ngôn đi qua Đi qua cái vùng tối nào tối đó để mà sang sáng đó, đó chính là cuốn Thức tỉnh mục đích sống Ai cũng cần phải đọc cái cuốn này Đọc rồi là nức nở đọc đi đọc lại Rồi Mọi người muốn muốn nghe tuệ ngôn giới thiệu tiếp không? Mỗi người được 5 cuốn, Tuệ Ngôn còn hai cuốn nữa. Hai cái cuốn này thì bất kỳ một cái bạn nào mà đang chưa biết đọc sách, muốn bắt đầu để đọc sách, đều có thể đọc cuốn này. Rất là hay đúng không ạ? Quá, quá hay. Mọi người xem, bây giờ Tuệ Ngôn giới thiệu đến đây, mà bấy lâu nay chúng ta không đọc sách, có phải chúng ta đánh mất cuộc đời mình không? Đánh mất cả cuộc đời nếu như chúng ta không có đọc sách mà gìạ, mà cho nên là gìạ, bây giờ thế giới sách nó vô cùng nhiều nhưng mà thầy Quân khuyên chúng ta đọc sách tinh hoa thôi và đây là những cuốn sách tinh hoa đã được thầy Quân và đội ngũ tuyển chọn. À, chị em phụ nữ nên đọc lắm. Nếu bạn biết các vị thầy có những chia sẻ bổ ích cho tâm thức cộng đồng, hãy kết nối với chúng tôi để chấp cánh cho những điều tử tế bay xa, bạn nhé.